Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái động cơ máy 125 4 số tiến. Đây là động cơ 125 phân khối có cụ đề. Máy này là máy côn tay các bạn nhé. Hàng nhìn rất là chất luôn, bóng đẹp, mới 100%. Động cơ này đi kèm với lại một bộ dây điện chế hòa khí và bầu lọc gió. Đây là bộ dây điện đã được đấu nối hoàn chỉnh. Giá trọn bộ mình đang bán như thế này là giá trọn bộ, toàn bộ phụ tùng như thế này luôn. Máy này không có số lùi đâu các bạn nhé. Các bạn cần mua máy có số lùi thì vui lòng liên hệ hoặc là xem video trước. Còn máy này là hoàn toàn là chỉ có 4 số tiến thôi. Giá của cái bộ máy trọn bộ như này nó cũng rất là rẻ. Các bạn mua máy cũ thì thực tế ra là nó không có hiệu quả lắm. Đối với một cái máy mới như này, động cơ khỏe, 125 phân khối, hoàn toàn không phải lo nghĩ về số má và không phải lo về chất lượng, cũng như không phải chịu rủi ro như khi mua máy cũ. Anh em mua về độ chế xe thì hoàn toàn yên tâm. Chọn bộ cả dây điện như thế này mình đang bán với giá là 3.300.000 đồng, đủ bộ luôn nhé. Và mình lưu ý cho các bạn, đây là máy 125 phân khối, máy có côn tay các bạn nhé. Đây, máy này là máy côn tay này, côn tay chạy rất là sướng, dây điện dây đóm đầy đủ, máy có đề. Mọi chi tiết đặt hàng xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0983 818 955. Máy rất là đẹp, chất lượng. Trên thân máy còn có cả dập cả mã số luôn. Đấy, đây mã số đây. Máy đen cho nên là khi vào hình ảnh thì nó không được ngon lắm. Đây số đây, 0 1 2 3 4, 0 đây là số tròn luôn.
Đây, nó có ghi đây. Dập chìm đây, 124 phân khối. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, nhớ ấn nút đăng ký và bật chuông thông báo để nhận được thông báo ngay khi có video mới vừa ra. Chúng tôi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Mọi thắc mắc có thể gọi theo số điện thoại 0983 818 955.